tình lọt vào camera của một chiếc xe đang tham gia giao thông. Cảnh tượng này đã khiến cả người đi đường lẫn người xem clip có những phút giây lạnh sống lưng. Chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy vụt ngang qua camera. Phía bên trái, một người mặc cảnh phục cảnh sát giao thông đang chơi với bám vào người lái, trong khi chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ cao. Chiếc xe chạy được một đoạn thì cảnh sát giao thông mất thăng bằng và ngã xuống đường. Theo người đăng tải đoạn video này, sự việc xảy ra tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào tối 24 tháng 1. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo sự việc gửi ban chỉ huy phòng. Cụ thể, sự việc xảy ra vào 20 giờ 30 phút tối 24 tháng 1. Lúc này, tổ công tác thực hiện chuyên đề nồng độ cồn của cảnh sát giao thông Cát Lái phát hiện xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, kết hợp kiểm tra nồng độ cồn. Khi cảnh sát giao thông ra lệnh, người điều khiển xe máy không dừng lại mà cho xe chạy băng qua đường, tạt đầu ô tô. Vừa đi tiếp được một đoạn khoảng 10 mét thì cảnh sát giao thông bị ngã lăn ra đường. Người điều khiển xe máy bỏ chạy, cảnh sát giao thông may mắn không bị thương. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận đã nhận báo cáo từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã trích camera để tìm biển số xe máy xử lý, nhưng vì trời tối nên chưa rõ biển số. Lãnh đạo phòng đã chỉ đạo tiếp tục xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ. Cũng theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh, đây không phải là do cảnh sát giao thông cố tình đu theo xe để dừng kiểm tra, mà theo quán tính, cảnh sát giao thông với theo thì bị người lái xe tăng ga nên xảy ra tình huống như vậy.